Trời ơi, ngoan thế. Nói nghe lời đây này. Ê, 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 tương tưởng đây thôi. Không ra ngoài, chỉ trong đây thôi. Anh chăm từ nhỏ đến lớn này. Tên nó là gì anh? Vàng. Vàng, cô Vàng. Sao, làm sao lại tương tưởng lên rồi? Cô này cô tương tưởng như thế này. Ăn chưa mà cứ tương tưởng như thế? Chưa. Chưa, trời ơi. Bây giờ con này bao nhiêu tuổi rồi anh? 25. Vẫn còn nhỏ, vẫn nghịch, có sao nghịch thế? Đồ này ăn bám cửa chùa đây, bắt về từ lúc nhỏ. Cái này bên đây là đồ này ở chùa đúng không anh? Chùa đấy. Chùa đây. Ăn bám lộc chùa đây. Có sao các em ngoan thế? Em con kia kìa. Cái con này là đã là cái là chạy đuổi thì thốt rồi. Bạt mạng luôn. Bắt à đúng rồi, bắt toàn nó có. Bắt từ lúc nhỏ cơ. Và nó nghe Phật pháp nó quen như đây là nhỏ nó khác. Ê, ăn nhiều không anh? Ăn được hết mà. Quy ăn hết. Trên kia còn cả đống. Sao? Sao chùa mình là nuôi nhiều thế? Tốn thêm tiền chuột đi. Tốn chứ. Ngày ăn nhiều lắm. Điều cái đồ này bây giờ nó bỏ đi thì tội cho nó lắm. Đúng rồi, bây giờ xác định đến cửa chùa ăn nhờ cửa chùa thì ai cũng phát tâm từ bi rồi. Anh thì bây giờ chăm sóc hết đội này. Thì cái này mà vứt các em ra đường nhìn tội nghiệp lắm. Con này cái này. Vàng ơi. Này em theo cửa chùa từ nhỏ đến bây giờ. Hiền cô. Chỗ này là giống chó. Chó gì chưa biết. Giống chó gì anh nhỉ? Golden. Đâu có chó ngoại với chó nội đâu. Thế mà nuôi không nuôi lại bỏ đi nhìn tội các em thế.